Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn những thông tin về triều đại nhà Liêu trong lịch sử Trung Hoa cổ đại. Nhà Liêu hay Liêu triều, còn gọi là nước Khiết Đan, là một triều đại phong kiến do người Khiết Đan kiến lập trong lịch sử Trung Quốc, vận nước kéo dài từ năm 907 đến năm 1125, dài 218 năm, hoặc kéo dài 311 năm đến năm 1218 nếu tính cả triều Tây Liêu, đối kháng kéo dài với triều Tống ở phía Nam ngày 27 tháng 2 năm 907, thủ lĩnh tộc Khiết Đan là gia luật A Bảo Cơ xưng là Thiên Hoàng Đế. Đến ngày 17 tháng 3 năm 916 thì gia luật A Bảo Cơ Đăng Cơ, xưng là Đại Thánh Đại Minh Thiên Hoàng Đế, quốc hiệu là Khiết Đan. Năm 918, gia luật A Bảo Cơ định đô tại Phủ Lâm Hoàng, nay là Nam Ba La Thành, Ba Lâm Tả, Xích Phong, Nội Mông. Năm 947, gia luật Đức Quang Nam Hạ Trung Nguyên, diệt triều hậu tấn, sau đó cải quốc hiệu thành Đại Liêu, năm 983 thời Liêu Thánh Tông thì đổi quốc hiệu thành Khiết Đan, năm 1066 thời Liêu Đạo Tông thì đổi về thành Đại Liêu, đến 25 tháng 3 năm 1125 thì bị Kim Tiêu diệt. Sau khi triều Liêu diệt vong, gia luật Đại Thạch kéo các thuộc hạ còn lại rời về phía Tây, đến lưu vực sông Truy ở miền Bắc Kyrgyzstan và miền Nam Kazakhstan, lập ra Tây Liêu vào năm 1132. Năm 1211, Tây Liêu bị khuất xuất luật xoán vị, cuối cùng bị đế quốc Mông Cổ tiêu diệt vào năm 1218. Quan điểm rộng rãi nhất trong giới sử học cho rằng từ khiết đan có ý chỉ sắt tinh luyện hoặc đao kiếm, và sau này cải quốc hiệu thành liêu thì cũng là có ý là sắt, đồng thời liêu cũng là tên vùng đất phát tường của người khiết đan lưu vực liêu thủy. Người khiết đan và chính quyền Trung Nguyên ở phương Nam Trường Kỳ đối kháng, họ tự gọi mình là Bắc Triều, và gọi Triều Đại Trung Nguyên là Nam Triều. Thời Toàn Thịnh Triều Liêu có cương vực đến biển Nhật Bản ở phía đông, tây đến dãy núi An Tây, bắc đến khu vực sông Ác Gun Đại Hưng An Lĩnh, nam đến sông Bạch Câu ở nam bộ tỉnh Hà Bắc. Tộc Khiết Đan vốn là một dân tộc du mục, hoàng đế Liêu khiến cho nông mục nghiệp cùng phát triển phồn vinh, lập ra thể chế quản lý độc đáo và tương đối hoàn chỉnh. Triều Liêu đặt trọng tâm vào vùng đất phát tưởng dân tộc Khiết Đan, thống trị riêng rẽ dân tộc du mục và dân tộc nông nghiệp để bảo tồn đặc tính dân tộc, chủ trương dựa theo tập quán mà cai trị khai sáng ra thể chế chính trị lưỡng viện chế đồng thời người khiết đan cũng tạo ra văn tự khiết đan bảo tồn văn hóa của mình ngoài ra liêu cũng tiếp thu văn hóa từ bột hải ngũ đại bắc tống tây hạ và các nước tây vực có hiệu quả trong việc xúc tiến các mặt chính trị kinh tế văn hóa phát triển lực lượng quân sự và tầm ảnh hưởng của liêu bao trùm cả khu vực tây vực vì vậy sau khi triều đường diệt vong các nước trung á tây á và đông âu xem triều liêu Khiết đan là danh xưng đại diện cho Trung Quốc. Lịch sử quật khởi và kiến quốc, người khiết đan vốn là hậu duệ của người tiên ti, xuất hiện từ thời Bắc Ngụy Đạo Vũ Đế, đương thời tụ cư ở khu vực Thượng Du Liêu Thủy, tự xưng là hậu duệ của Thanh Ngưu Bạch Mã. Năm 648 thời đường Thái Tông, triều đường đặt ra tùng mạc đô đốc phù ở vùng đất người khiết đan cư trú. Khả hãn khiết đan là Lý Quật Ca nhậm chức đô đốc đồng thời được vua đường Thái Tông ban cho họ Lý gọi là Lý Quật Ca. Năm 654 nước Cao Câu Ly, đời vua Cao Câu Ly bảo tạng vương, tấn công tộc Khiết Đan, đời khả hãn A Bất Cố, ở phía bắc Doanh Châu nhà đường, những người đã liên minh với nhà đường, đời vua đường Cao Tông. Năm 658 tiết nhân quý dẫn quân đường đến Hắc Sơn đánh bại quân Khiết Đan, đời khả hãn A Bất Cố đến năm 660 thời đường cao tông thì người khiết đan do khả hãn Lý Tận Trung cầm đầu đã nổi dậy tự lập nhưng vẫn giữ chức tùng mạc đô đốc của nhà đường, làm tướng theo nhà đường đi đánh cao câu ly năm 661 đến năm 662, đi tiêu diệt cao câu ly năm 668. Đến năm 696, thời võ tắc thiên, khả hãn khiết đan là Lý Tận Trung được sự giúp đỡ của cha con đại trọng tượng và đại tộ vinh cùng với khất tứ bỉ vũ, gôn Sa bì người mạt hạt tổ tiên của người nữ chân đã nổi dậy chống lại nhà Chu, lập ra đại khiết đan quốc ở Doanh Châu, tự xưng là vô thượng khả hãn. Võ Tắc Thiên liên tục bại trận trước Lý Tận Trung. Lý Tận Trung chia quân hai ngả đánh sang đông và tây của nhà Chu, cha con đại trọng tượng và đại tổ vinh cùng khất tứ bì vũ tiến đánh An Đông Đô Hộ Phủ ở phía đông, chiếm được các thành trì của nhà Chu ở An Đông Đô Hộ Phủ và đặt nền móng cho việc thành lập Vương quốc Bột Hải vào năm 698 cánh quân đánh về phía tây do Lý Giai Cố và Lạc Vũ Trình chỉ huy, liên kết với người khố mặc hề vượt vạn Lý Trường Thành đánh chiếm hàng loạt châu quận của nhà Chu. Tháng 10 âm lịch năm 696, Lý Tận Trung qua đời, em rể là Tôn Vạn Vinh lên kế vị làm khả hãn của Đại Khiết Đan Quốc. Võ Tắc Thiên liên minh với A Sử Nam Mặc Xuyết của Hán Quốc hậu đột quyết tấn công Tôn Vạn Vinh, bắt được Tôn Vạn Vinh nhưng để ông ấy vượt ngục. Tôn Vạn Vinh tiếp tục lệnh cho Lý Giai Cố và Lạc Vũ Trình Nam Hạ, đánh đến gần thành Lạc Dương, làm lung lay chính quyền của Võ Tắc Thiên. Đầu năm 697, Võ Tắc Thiên phải phái Vương Hiếu Kiệt tiến đánh Đại Khiết Đan Quốc ở Đông Hạp Thạch Cốc nhưng bị người Khiết Đan đánh bại. Vương Hiếu Kiệt cũng tử trận. Sau đó Võ Tắc Thiên lại liên minh với A Sử Na Mạc Xuyết của Hãn Quốc hậu đột quyết cùng tấn công Tôn Vạn Vinh. Kỳ này người khố mặc hề cũng về phe của nhà Chu và đột quyết nên Tôn Vạn Vinh liên tiếp bại trận. Bản thân Tôn Vạn Vinh bị thuộc hạ ám sát. Đại Khiết Đan Quốc bị tiêu diệt vào năm 697, tàn dư người Khiết Đan chạy sang với cha con Đại Trọng Tượng và Đại Tộ Vinh ở phía đông của Liêu Hà. Hai tướng Khiết Đan là Lý Giai Cố và Lạc Vũ Chỉnh quy hàng Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên lập Lý Thất Hoạt làm khả hãn mới của tộc Khiết Đan và lệnh cho Lý Giai Cố và Lạc Vũ Chỉnh tiến đánh cha con Đại Trọng Tượng và Đại Tộ Vinh. Người Khiết Đan khi đó bị phân hóa vào hai bên Lý Giai Cố và Đại Trọng Tượng và họ phải giao chiến với nhau đại chiến thiên môn lĩnh nổ ra, đại trọng tượng và khất tứ bỉ vũ, Gonsabigu người mặt hạt, thủy tổ của người nữ chân, tử chiến, đại tổ vinh lên thay cha lãnh đạo dân cao câu ly và mặt hạt và đánh bại 20 vạn quân chu do Lý Giai Cố và Lạc Vũ Trình chỉ huy vào năm 698. Đại tổ vinh lập nước đại Trấn, sang năm 712 đổi tên thành vương quốc bột hải. Võ Tắc Thiên lập Cao Đức Vũ làm đô hộ ở Liêu Đông để chống Đại Tộ Vinh nhưng Cao Đức Vũ tự lập ra tiểu cao câu ly vào năm 699 chống lại nhà Chu của bà ta. Võ Tắc Thiên phải lệnh cho Lý Giai Cố và Lạc Vũ chỉnh tiến đánh cả Đại Tộ Vinh và Cao Đức Vũ. Lý Giai Cố kéo cả khả hãn Lý Thất Hoạt của tộc Khiết Đan cùng đánh Đại Tộ Vinh. Đến năm 705 Đại Tộ Vinh đánh bại và tiêu diệt cả Lý Giai Cố và Lạc Vũ Trình sau đó khả hãn lý thất hoạt của khiết đan thiết lập hòa bình với đại tổ vinh, quay giáo lại với nhà đường, khi đó võ tắc thiên đã bị lật đổ. Các khả hãn khiết đan về sau thường xuyên liên minh với người khố mạc hề đánh phá biên giới đông bắc nhà đường. Gia luật A Bảo Cơ sinh năm 872, là con trai của tù trưởng Điệt Lạt Bộ. Đương thời, Điệt Lạt là bộ lạc lớn nhất và mạnh nhất trong số 8 bộ lạc khiết đan liên minh. Tuy nhiên, ngôi vị đại hãn nằm trong tay Diêu Liễn Thị, năm 901, A Bảo Cơ được Hội đồng Bộ Lạc Bầu làm tù trưởng Điệt Lạc Bộ. Năm 903, A Bảo Cơ trở thành lãnh đạo quân sự của toàn thể người khiết đan, chỉ dưới quyền Đại Hãn. Năm 905, gia luật A Bảo Cơ kết nghĩa huynh đệ với tấn vương Lý Khắc Dụng một trong các quân phiệt chính thời ván đường. Gia luật A Bảo Cơ sau đó thay thế ngân đức cận khả hãn, kết thúc chín đời diêu liễn thị nắm giữ ngôi vị khả hãn, trở thành khả hãn vào năm 907 cùng năm A Bảo Cơ trở thành đại hãn, tại Trung Nguyên, quân phiệt Chu Ôn xoán đường xưng đế, mở ra thời kỳ ngũ đại thập quốc đầy biến động. Gia luật A Bảo Cơ trước sau chấn áp các quý tộc khiết đan làm loạn, chinh phục các bộ lạc khố mặc hề, thất vi, hiệt kiết tư, trở bốc, đồng thời khống chế khu sản xuất muối ở Mông Cổ, trên phương diện kinh tế và quân sự đều rất cường thịnh. Trong phần lớn lịch sử Trung Quốc, ngôi vị hoàng đế được truyền theo chế độ thế tập, tức được truyền từ cha cho con trai cả khi người cha qua đời. Trong khi đó, mặc dù người Khiết Đan cũng kế vị dựa trên quan hệ gia đình, song yếu tố quan trọng là khả năng của người đó, toàn bộ các huynh đệ và cháu trai cũng như con trai của vị thủ lĩnh trước đều có thể kế vị hợp lệ. Những thủ lĩnh Khiết Đan chắc rằng sẽ bàn giao quyền lực cho một người họ nội sau nhiệm kỳ 3 năm. Từ năm 907 đến năm 910 quyền lực của A Bảo Cơ không bị thách thức. Tuy nhiên, sau năm 910 khi A Bảo Cơ bỏ qua truyền thống khiết đan là cần giao lại ngôi vị đại hãn cho một thành viên khác trong gia tộc, quyền cai trị của ông bị thách thức trực tiếp. Trong cả năm 912 và 913, các thành viên trong gia tộc của A Bảo Cơ, bao gồm hầu hết các em trai của ông, cố gắng tiến hành nổi dậy vũ trang. Sau khi cuộc nổi dậy đầu tiên bị phát giác và đánh bại, A Bảo Cơ tha thứ cho những người chủ mưu. Sau lần thứ hai, chỉ có các em trai của ông được tha, những người chủ mưu khác bị xử tử các em của ông tiếp tục âm mưu làm phản vào các năm 917 và 918, song đều dễ dàng bị đẻ bẹp. Ngày 17 tháng 3 năm 916, gia luật A Bảo Cơ kiến lập khiết đan quốc, tức Liêu Thái Tổ. A Bảo Cơ tiến hành một số thay đổi để khiến quốc gia khiết đan tiến gần hơn đến mô hình quản lý nhà nước của các triều đại Trung Hoa. Ông xưng đế và đặt ra niên hiệu, xác định con trưởng là gia luật bộ làm người kế vị, ủy quyền xây dựng miếu thờ khổng tử. Hai năm sau, Gia luật A Bảo Cơ thành lập thủ đô Thượng Kinh, dựa theo mô hình thủ đô Trung Hoa. Liêu Thái Tổ cưỡng đoạt nhân khẩu ở Trung Nguyên, thu nạp các lưu dân Hà Bắc chạy chiến loạn, cho xây thành theo phong cách Trung Nguyên để an trí họ. Đồng thời, Liêu Thái Tổ cũng bổ nhiệm sử dụng những người Hán như Hàn Diên Huy, Hàn Trí Cổ, Khang Mặc Ký và Lưu Văn Tiến. Năm 918, Liêu Thái Tổ cho xây Hoàng Đô Phủ Lâm Hoàng, nay thuộc Ba Lâm Tả của Nội Mông. Hai năm sau, Liêu Thái Tổ lại sáng kiến ra đại tự khiết đan đồng thời thúc đẩy việc sử dụng. 6. Năm trên phương diện quân sự Liêu Thái Tổ vào năm 925 Đông Trinh Vương quốc Bột Hải, đời vua đại nhân soạn, đến năm 926 thì diệt được Vương quốc Bột Hải. Sau đó trên lãnh thổ cũ của nước này lập ra nước Đông Đan để thống trị dân Bột Hải, lập Hoàng Thái Tử ra luật bội làm Đông Đan Hoàng Vương. Liêu Thái Tổ luôn có ý đồ Nam Hạ Trung Nguyên. Liêu Thái Tông kế vị. Năm 916, gia luật a bảo cơ chính thức chỉ định gia luật bội làm người kế vị kế vị theo hình thức thế tập là tiêu chuẩn có từ lâu trong văn hóa hán song không được người khiết đan chấp thuận gây ra xích mích giữa mong muốn của gia luật a bảo cơ và sự tin tưởng của thượng tầng khiết đan trong đó có hoàng hậu thuật luật bình gia luật a bảo cơ cảm nhận được khả năng quá trình kế vị có thể rơi vào khó khăn do vậy ông buộc các thủ lĩnh khiết đan phải thể trung thành với gia luật bội sau khi ông bổ nhiệm người con này là người kế vị đối với người khiết đan Điều này được xem là một động thái mang tính cấp tiến. Xích mích giữa kế vị theo thế tập hay chọn ứng cử viên mạnh nhất dẫn đến các cuộc khủng hoảng kế vị lặp đi lặp lại trong hoàng tộc Gia Luật, lần đầu tiên diễn ra sau cái chết đột ngột và bất ngờ của Gia Luật A Bảo Cơ vào năm 926. Gia Luật Bội khi đó 26 tuổi, ông là một nhà thông thái, do vậy mang nhiều nét của giới quý tộc Trung Hoa. Ông là một chuyên gia về âm nhạc, y học, bói toán, hội họa và văn chương, bằng cả tiếng Hán và khiết đan ông cũng là một quân nhân có đầy đủ tài năng, lãnh đạo binh sĩ khiết đan chiến đấu trong chiến dịch tiêu diệt bột hải. Sau khi chiến dịch kết thúc với thắng lợi của Liêu vào năm 926, gia luật A Bảo Cơ ban cho gia luật bội quyền quản lý lãnh thổ vừa chinh phục được, lãnh thổ này trở thành nước Đông Đan, còn gia luật bội trở thành Đông Đan Hoàng Vương. Hoàng hậu thuật luật bình là một nhân vật mạnh mẽ khác thường, Thuật Luật Bình từng chỉ huy một đội quân gồm 20 vạn kỵ binh làm nhiệm vụ duy trì trật tự trong lúc gia luật A Bảo Cơ tiến hành chiến dịch quân sự ở bên ngoài. Bà cũng từng tự mình lãnh đạo chiến dịch quân sự. Sau khi phu quân qua đời, Hoàng hậu từ chối tuấn táng cùng ông theo phong tục truyền thống của Khiết Đan và chọn cách chặt đứt bàn tay phải để chôn theo ông. Thuật Luật Bình sau đó nắm giữ quyền lực về quân sự và dân sự và có thể giám sát việc kế vị hoàng vị theo điều kiện của bà. Việc hoàng hậu từ chối tử tử để tuấn táng cùng phu quân khiến phong tục lâu đời này chấm dứt. Do hoàng vương gia luật bội mang cả giá trị hán và khiết đàn, hoàng hậu thuật luật bình phản đối gia luật bội trở thành hoàng đế. Bà tin rằng sự cởi mở của gia luật bội với văn hóa hán có thể làm suy giảm khả năng lãnh đạo của ông trong vai trò là một người khiết đàn. Thay vào đó, bà ủng hộ người con trai thứ hai của gia luật a bảo cơ, là người mang tính truyền thống hơn, đó là gia luật đức quang sự ủng hộ dành cho gia luật Đức Quang còn đến từ giới quý tộc khiết đàn, nhận thấy rằng mình không thể kế vị hoàng vị và sẽ nguy hiểm nếu cố gắng tiến hành. Gia luật bội đành vận động cho em trai kế vị và đến cuối năm 927, ông chính thức tuyên bố với thuật luật bình rằng gia luật Đức Quang có khả năng hơn. Về mặt chức năng thì kết thúc khả năng ông có thể thách thức việc gia luật Đức Quang đăng cơ. Mặc dù gia luật bội tự nguyện từ bỏ quyền kế vị hoàng vị, song hoàng đế gia luật Đức Quang vẫn xem anh trai là một mối đe dọa. Gia luật bội vẫn giữ chức đông đan hoàng vương và trở lại đông đan sau khi từ bỏ quyền kế vị hoàng vị. Để ngăn cản gia luật bội tạo lập quyền lực riêng tại đông đan, gia luật Đức Quang hạ lệnh rằng thủ đô của đông đan và toàn bộ dân trong thành phải rời đến khu vực nay là Liêu Dương. Bản thân hoàng vương gia luật bội bị đặt dưới sự giám sát của hoàng đế. Năm 930, hoàng vương gia luật bội chạy sang hậu đường, Tại đây ông trở thành một khách quý của hậu đường Minh Tông Lý Tự Nguyên, thậm chí còn được vị hoàng đế này ban cho họ Lý của hoàng tộc. Nam Hạ Trung Nguyên. Sau khi hậu đường Minh Tông qua đời vào năm 933, triều hậu đường bắt đầu sụp đổ vì cuộc khủng hoảng kế vị nội bộ. Con trai và người kế thừa của hậu đường Minh Tông là Lý Tùng Hậu chỉ trị vì được 3 tháng rồi bị sát hại trong cuộc chính biến vào năm 934, thủ lĩnh chính biến là Lý Tự Nguyên trở thành hoàng đế, tức hậu đường Mạt đế. Gia Luật Bội là khách quý của triều đình hậu đường. Ông viết thư cho Gia Luật Đức Quang khuyên em trai xâm lược hậu đường. Song Gia Luật Đức Quang không làm theo. Năm 936, Hà Đông Tiết độ sứ Thạch Kính Đường của hậu đường tự xưng là nhi hoàng đế, cắt nhượng Yên Vân Thập Lục Châu làm điều kiện, thỉnh cầu Lưu Thái Tông chi viện tấn công hậu đường. Gia Luật Đức Quang tự thân xuất năm vạn kỵ binh đánh bại quân hậu đường ở Tấn Dương, Lạc Dương. Cuối cùng hiệp trợ Thạch Kính Đường đánh diệt hậu đường thạch kính đường thành lập nhà hậu tấn để cai trị người hán ở yên vân thập lục châu liêu thái tông lựa chọn phương thức nhân tục nhi trị theo tập quán mà cai trị tiến hành phân trị đối với người khiết đan và người hán thi hành lưỡng viện chế nam diện quan và bắc diện quan đồng thời liêu thái tông cũng đổi u châu thành nam kinh vân châu thành tây kinh yên vân thập lục châu là lãnh thổ trải dài từ đại đồng sơn tây hiện nay đến bờ biển của bột hải ở phía đông bắc kinh hiện nay do Yên Vân Thập Lục Châu có nhiều cửa ải và thành chiến lược, người khiết đan nay có thể tiếp cận vùng Bình Nguyên ở Hoa Bắc. Mối quan hệ giữa Liêu và Hậu Tấn trở nên căng thẳng sau khi Thạch Kính Đường qua đời vào năm 942 và Thạch Trọng Quý kế vị. Thạch Trọng Quý chỉ thượng biểu xưng là Tôn, thay vì xưng thần với Liêu Thái Tông. Quanh Thạch Trọng Quý là các quân sư chống khiết đan. Và đến năm 943 thì Thạch Trọng Quý trục xuất sứ Khiết Đan khỏi kinh thành Khai Phong và tịch thu tài sản của các thương nhân Khiết Đan trong thành. Trong những năm cuối của mình, gia luật Đức Quang tiến hành chiến dịch xâm lược Hậu Tấn. Chiến dịch này phải mất đến 3 năm và quân Khiết Đan phải đối mặt với nhiều trở ngại. Đến cuối năm 946 thì tướng chỉ huy quân đội chống Khiết Đan của Hậu Tấn quyết định đầu hàng gia luật Đức Quang. Quân Khiết Đan có thể tiến vào khai phong vào ngày 10 tháng 1 năm 1947 mà không gặp kháng cự tháng 2, Liêu Thái Tông cải quốc hiệu thành Đại Liêu, triều Liêu chính thức thành lập. Mặc dù Liêu Thái Tông có ý muốn trường kỳ mưu hoạch phát triển Trung Nguyên, song vì binh sĩ khiết đan cướp đoạt tài vật của nhân dân, không để cho các tiết độ sứ trở về nơi chấn thủ, khiến dân Trung Nguyên phản kháng. Tháng 4, Liêu Thái Tông buộc phải dẫn quân về Bắc, bệnh mất tại Loan Thành ở Hà Bắc. Việc Liêu Thái Tông qua đời dẫn đến cuộc khủng hoảng kế vị thứ hai, một lần nữa chủ mưu là Thái hậu thuật luật bình và được thúc đẩy bằng cuộc xung đột giữa phong tục thế tập của người Hán và truyền thống kế vị khiết đan. Gia luật Nguyễn là con trai cả của Hoàng Vương Gia luật Bội và là cháu trai của Liêu Thái Tông, xưng đế trong khi vẫn ở Hà Bắc. Gia luật Nguyễn tháp tùng Hoàng đế trong cuộc xâm lược hậu tấn và thu được danh tiếng như là một chiến binh và chỉ huy có khả năng, một người có tính cách nhã nhặn và hào hiệp. Ứng thiên Thái hậu ủng hộ em trai của Liêu Thái Tông là Gia luật Lý Hồ. Thái hậu phái hai đội quân lần lượt đến đối mặt với gia luật Nguyễn, song họ đều bị đánh bại. Gia luật Lý Hồ không được lòng giới quý tộc khiết đàn, do vậy không thể thu được đủ sự ủng hộ để tiếp tục thách thức gia luật Nguyễn. Và sau một hòa ước do đại thần gia luật ốc chất giàn xếp, gia luật Nguyễn chính thức đảm nhiệm vai trò hoàng đế, tức Lưu Thế Tông. Lưu Thế Tông nhanh chóng đẩy thuật luật Thái hậu và gia luật Lý Hồ khỏi kinh thành, kết thúc tham vọng chính trị của họ. Lưu Thế Tông bổ nhiệm sử dụng hiền thần gia luật ốc chất tiến hành một loạt cải cách, hợp nhất Nam diện quan và Bắc diện quan thời Lưu Thái Tông, thành lập Nam Bắc khu mật viện, phía Nam Bắc Đại Vương. Về sau, Nam Bắc khu mật viện hợp nhất thành một khu mật viện. Cải cách của Lưu Thế Tông khiến triều Lưu chuyển từ hình thức liên minh bộ lạc sang thời đại trung ương tập quyền. Trong thời gian Lưu Thế Tông tại vị, ông vẫn giữ kỳ vọng chiếm lĩnh trung nguyên, nhiều lần dụng binh đối với chính quyền trung nguyên. Tuy nhiên, Lưu Thế Tông lại là người hiếu tiểu sắc, yêu thích săn bắn những năm cuối, Liêu Thế Tông dùng gian nịnh thần, giảm phong thường, khiến triều đình không được trình trị, chính trị hủ bại. Tháng 9 năm 951, Liêu Thế Tông hiệp trợ Bắc Hán tấn công hậu Chu. lúc hành quân đến tường Cổ Sơn ở Quy Hóa, nay thuộc Hô Hòa Hạo Đặc, bộ binh Liêu vẫn chưa đến nơi, nên trước tiên ông đóng quân tại Hòa Thần Điến, nay ở phía Tây Tuyên Hóa, Trương Gia Khẩu. Trong thời gian này, ông uống rượu, đánh người, săn bắn khiến cho nhiều người bất mãn cuối cùng bị gia luật sát cát giết chết trong lúc đang mơ màng. Suy thoái và ổn định. Năm 951, gia luật sát cát giết Liêu Thế Tông, đồng thời tự tiến hành xưng đế. Con cả của Liêu Thái Tông là gia luật cảnh cùng với gia luật ốc chất xuất quân giết chết gia luật sát cát. Sau đó gia luật cảnh được lập làm hoàng đế, tức Liêu Mục Tông, là hoàng đế Liêu thứ hai và cuối cùng không phải là hậu duệ trực tiếp của gia luật bội. Liêu Mục Tông tuy không thích nữ sắc, song lại hay uống rượu, đến sáng mới ngủ chưa mới tỉnh dậy, nên thường không lo triều chính, quốc nhân gọi là Thụy Vương, tức vua ngủ. Vào tiền kỳ thời Liêu Mục Tông, nội bộ triều đình không ổn định, trong lòng bất đồng, phát sinh các sự kiện làm loạn hoặc chạy đến Trung Nguyên, tháng 6 năm 952, tiêu mi cổ đắc muốn phản Liêu chạy sang hậu chu, việc bại lộ nên bị giết. Tháng 7, chính sự lệnh gia luật lâu quốc và lâm nha gia luật địch liệt âm mưu làm loạn, bị chóc nã, rồi bị xử tử. Tháng 10 năm 953, con của gia luật Lý Hồ là gia luật Uyển và những người khác mưu phản, sau khi bại lộ thì bị chóc nã. Tháng 7 năm 960, chính sự lệnh gia luật Thọ Viễn và Thái Bảo Sở A Bất mưu phản, việc thất bại và bị xử tử. Sang tháng 10, con của gia luật Lý Hồ là gia luật Hy Ẩn mưu phản, việc thất bại nên bị chóc nã. Do khai rằng sự việc của liên hệ với gia luật Lý Hồ nên gia luật Lý Hồ bị giam vào ngục đến chết. Do cục thế chính trị có nhiều biến động, Liêu Mục Tông buộc phải đình chỉ chính sách Nam phạt Trung Nguyên của Thái Tông và Thế Tông nhằm khôi phục quốc lực bị tổn hại do chiến sự trường kỳ, liên hiệp với Nam Đường, Bắc Hán đối kháng với Hậu Chu đang dần cường thịnh. Năm 959, Hậu Chu phát động Bắc Phạt, Ninh Châu thứ sử Vương Hồng của Liêu Dân thành đầu hàng. Quân Hậu Chu sau đó đánh chiếm Ích Luật Quan, Ngoá Kiểu Quan, Mạc Châu, Doanh Châu thứ sử Lưu Sở Tín, Cao Ngạn Huy cũng dâng thành đầu hàng. Đương thời, hậu chu thế tông muốn nhân lúc sĩ khí đang lên mà tiến thẳng đến u châu liêu mục tông thậm chí còn có ý định từ bỏ yên vân thập lục châu cuối cùng hậu chu thế tông bị bệnh nặng nên trở về nam mạc châu và doanh châu trở thành lãnh thổ hậu chu quân liêu tăng cường phòng ngự không dám nam hạ bản thân liêu mục tông là người hiếu sát thường tự tay giết người đồng thời ông yêu thích săn bắn đến nỗi cả tháng không lâm triều đến tháng 2 năm 969 thì bị người hầu sát hại con của Liêu Thế Tông là Gia Luật Hiền được tôn làm Hoàng đế, tức Liêu Cảnh Tông. Liêu Cảnh Tông cần mẫn xử lý chính sự, trọng dụng hiền thần như chất phường hay quách tập, chiều Liêu xuất hiện một giai đoạn tươi sáng. Để giải quyết tình trạng hoàng tộc mưu phản thời Liêu Mục Tông, Liêu Cảnh Tông chọn thi hành chính sách khoan hồng hơn, do vậy số người mưu loạn ít đi, thượng tầng tương đối ổn định. Về chính sách đối ngoại, Liêu Cảnh Tông chọn chính sách không chủ động Nam Hạ Trung Nguyên, chỉ viện trợ cho Bắc Hán, vào tiền kỳ thời Liêu Cảnh Tông, Triều Liêu và Bắc Tống trao đổi sứ thần qua lại, chúc mừng nhau vào dịp lễ Tết. Tống Thái Tông Triệu Khuôn Nghĩa sau khi thống nhất Giang Nam, đến năm 979 thì thân trinh Bắc Hán, Triều Liêu phái mấy vạn binh chi viện Bắc Hán. Tháng 3, quân Liêu giao chiến với quân Tống tại Bạch Mã Lĩnh, kết quả quân Liêu bị đánh bại, tướng Liêu ra luật địch liệt chiến tử. Tháng 6, Hoàng đế Bắc Hán là Liêu kế nguyên hàng Tống. Triều Liêu thay đổi chiến lược, đem lực lượng chủ yếu đến cố thủ U Kế. Tống Thái Tông thừa thắng tiến công U Châu, triều liêu phái các danh tướng gia luật xà, gia luật hưu ca, gia luật tả trần xuất quân, cùng quân Tống giao chiến tại Cao Lương Hà, nay ở bên ngoài Tây Trực Môn của Bắc Kinh, đánh bại được quân Tống, Tống Thái Tông chỉ có thể thoát thân. Do liêu cảnh Tông thân thể yếu đuối, nhiều bệnh, có khi không thể thượng triều, đại sự quốc gia phần lớn do Hoàng hậu tiêu sức hiệp trợ xử lý. Thánh Tông thịnh thế, Năm 982, Liêu Cảnh Tông bệnh mất, Liêu Thánh Tông ra luật long tự kế vị, tôn tiêu sức làm Hoàng Thái Hậu, tiêu Thái Hậu nhiếp chính. Đương thời, tiêu Thái Hậu 30 tuổi, còn Liêu Thánh Tông 12 tuổi, vì cha của tiêu Thái Hậu là tiêu tử ôn bị giết vào năm 970 và không có người kế tự nên khiến cho tiêu Thái Hậu không có ngoại thích để dựa vào. Các vương Tông thất ủng binh, khống chế triều đình, tạo thành mối đe dọa lớn đối với Thái Hậu và Hoàng đế. Tiêu Thái Hậu trước tiên trọng dụng đại thần ra luật tà trần, Hàn Đức Nhượng tham gia quyết định đại sự, quân sự ở mặt Nam ủy thác cho gia luật hưu ca, thay thế một loạt đại thần, đồng thời hạ lệnh cấm chư vương thiết yến chiêu đãi lẫn nhau, yêu cầu họ không có việc thì không ra khỏi cửa, đồng thời nỗ lực giải trừ binh quyền của họ. Sau các hành động này, địa vị của Liêu Thánh Tông và Tiêu Thái Hậu trở nên ổn định. Tiêu Thái Hậu nhiếp chính trong 27 năm, có tin đồn rằng bà từng tái giá với Hàn Đức Nhượng, trong thời gian chấp chính, Tiêu Thái Hậu tiến hành cải cách, tận lực phát triển quốc gia, chú trọng trồng trọt, xây dựng công trình thủy lợi, giảm thiểu thu thuế, chính đốn việc cai trị của quan lại, huấn luyện quân đội, khiến cho bách tính triều liêu phồn vinh, thế nước cường thịnh. Năm 1009, sau khi Liêu Thánh Tông thân chính, triều liêu đạt đến đỉnh cao của mình, về cơ bản tiếp tục phong mạo triều liêu thời Tiêu Thái Hậu chấp chính, phản đối hình pháp nghiêm khắc, phòng chống việc tham ô. Trên khía cạnh văn hóa và giáo dục, Liêu Thánh Tông cho tiến hành chế độ khoa cử, biên tu kinh Phật, Phật giáo hết sức thịnh hành. Trong thời gian tại vị, Liêu Thánh Tông tiến hành chinh chiến tứ phương, thường xuyên giành chiến thắng trước Tống, bắt được danh tướng Dương Nghiệp của Tống. Sau khi triều Tống lập quốc, liền có ý định thu phục Yên Vân Thập Lục Châu, hai lần tiến hành bắc phạt vào các năm 979 và 986, song đều bị quân Liêu đánh bại, để giải quyết đối kháng trường kỳ giữa Liêu và Tống. Tiêu Thái Hậu và Liêu Thánh Tông vào năm 1004 xuất đại quân thân chinh Tống. Tống Trân Tông sợ địch, muốn thiên đô về Nam, song do tể tướng khấu chuẩn kiên trì thuyết phục nên Hoàng đế Tống Đích Thân đến Thiền Châu, nay ở Bộc Dương, Hà Nam, đốc chiến. Sĩ khí quân Tống tăng mạnh, đánh bại quân tiền phong của Liêu, tướng Liêu Tiêu Thát lẫm chiến tử. Quân Liêu lo sợ, đề xuất hòa ước. Tống chân Tông vào năm sau cùng với Liêu lập hòa ước, quy định mỗi năm Tống phải cống cho Liêu 10 vạn lạng bạc mươi vạn thất lụa, hai bên giữ gìn cương giới, không quấy rối lẫn nhau, trở thành hai nước huynh đệ, tức thiền uyên chi minh, từ đó hai triều hòa hảo suốt trong 120 năm sau. Liêu Thánh Tông cũng kết hảo với Tây Hạ, song Tây Hạ lại giao động giữa Tống và Liêu để tồn tại, hình thành cục thế chân vạc ba nước Tống Liêu Hạ. Cao Ly Quy Phục Khi ra luật A Bảo Cơ chinh phục Vương quốc Bột Hải vào năm 926, đời vua đại nhân soạn, hầu hết cư dân nước này bị tái định cư tại khu vực nay thuộc Liêu Ninh. Có ít nhất ba nhóm vẫn còn ở lại lãnh thổ cũ của Bột Hải, một trong số đó thành lập nên nước Định An. Mặc dù phát động hai cuộc xâm lược vào năm 975 và 985, Liêu vẫn không thể đánh bại Định An. Không thể trừ khử mối đe dọa, Liêu quyết định dựng nên ba pháo đài với quân đồn trú ở khu vực thung lũng sông Áp Lục. Tranh mô tả cảnh chuẩn bị săn bắn, khai quật trong mộ táng thời Liêu ở kỳ Ngao Hán. Nội mông. Các hành động quân sự này diễn ra rất gần với lãnh thổ Cao Ly, cộng thêm Liêu từng dự tính xâm lược vào Cao Ly năm 947, xong hủy bỏ, cùng quan hệ ngoại giao và văn hóa bền chặt giữa Cao Ly và Tống, quan hệ Liêu Cao Ly do vậy cực kỳ kém. Cả Liêu và Cao Ly đều nhìn nhận đối phương như một mối đe dọa quân sự, Liêu sợ rằng Cao Ly sẽ cố gắng kích động các cuộc nổi loạn trong số cư dân Bột Hải sống tại lãnh thổ Liêu, trong khi Cao Ly lo sợ bị Liêu xâm lược. Liêu xâm lược Cao Ly lần đầu vào năm 992, xuất một đội quân mà các tướng lĩnh Liêu tuyên bố là có 80 vạn người, yêu cầu Cao Ly nhượng cho Liêu một số lãnh thổ quanh sông áp lục. Cao Ly kêu gọi đồng minh quân sự là Tống giúp đỡ, song không có sự hỗ trợ nào của Tống đối với Cao Ly. Liêu tiến quân vững chắc về phía nam, đến khu vực sông Thanh Xuyên. Tại đây Liêu kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán giữa các lãnh đạo quân sự của hai bên. Liêu thoạt đầu yêu cầu Cao Ly đầu hàng hoàn toàn, Cao Ly thoạt đầu cũng có vẻ như sẵn lòng tính đến chuyện này, song nhà đàm phán Cao Ly cuối cùng thuyết phục được phía Liêu chấp thuận một giải pháp mà theo đó Cao Ly trở thành nước chư hầu của Liêu. Năm 994, trao đổi ngoại giao theo thường lệ giữa Liêu và Cao Ly được bắt đầu, còn mối quan hệ giữa Cao Ly và Tống không thể ấm lên. Hòa bình không kéo dài hai thập niên Đến năm 1009 thì tướng Cao Ly là khang triệu sát hại Cao Ly Mục Tông Vương Tụng và đưa Vương Tuân lên ngồi nhằm làm nhiếp chính cho tiểu vương. Liêu ngay lập tức phái một đội quân gồm 40 vạn người sang Cao Ly để trừng phạt khang triệu. Tuy nhiên sau một giai đoạn đầu giành được thắng lợi quân sự và các nỗ lực đàm phán hòa bình thất bại, Liêu và Cao Ly bước vào một thập niên chiến tranh liên tục. Năm 1018, Liêu phải đối mặt với thất bại quân sự lớn nhất trong lịch sử của mình song đến năm 1019 thì họ đã sẵn sàng tập hợp đại quân để tiến sang Cao Ly. Vào lúc này, cả hai bên đều nhận thấy rằng họ không thể đánh bại đối phương về quân sự. Do vậy vào năm 1020, Cao Ly Hiển Tông tiếp tục chiều cống cho Liêu, và vào năm 1022 thì Liêu chính thức công nhận tính hợp lệ của Cao Ly Hiển Tông. Cao Ly từ đó duy trì vị thế là chư hầu của Liêu, và quan hệ giữa hai bên trong tình trạng hòa bình cho đến khi Liêu diệt vong. Chân vạc ba nước Năm 1031, Liêu Thánh Tông qua đời, con cả gia luật Tông chân kế vị, tức Liêu Hưng Tông. Mẹ đẻ của Liêu Hưng Tông là Tiêu Nậu Cân, tức Pháp Thiên Thái Hậu, tự lập làm Hoàng Thái Hậu mặc dù có xuất thân cung nữ, đồng thời nhiếp chính và bức tử mẹ nuôi của Liêu Hưng Tông là Tề Thiên Hoàng Hậu Tiêu Bồ Tát Ca. Pháp Thiên Thái Hậu trọng dụng những tham quan ô lại từng bị phạt vĩnh viễn không được dùng dưới thời Liêu Thánh Tông, cũng như người thân của họ. Liêu Hưng Tông không có quyền lực nên không thể ngăn cản mẫu tử do vậy kết oán. Pháp Thiên Thái Hậu không tín nhiệm Lưu Hưng Tông, có ý muốn cải lập thứ tử là gia luật trọng nguyên làm hoàng đế, song gia luật trọng nguyên lại tố cáo việc này cho Hưng Tông. Hưng Tông tức giận không thể nín nhịn được nữa. Đến năm 1034 dùng vũ lực phế Pháp Thiên Thái Hậu, buộc Pháp Thiên Thái Hậu tự thân trông nom Khánh Lăng, đại sát thân tín của Thái Hậu. Tháng 7, Lưu Hưng Tông thân chính, cho xây lăng viên an táng Tề Thiên Hoàng Hậu. Sau đó, Hưng Tông lại đón Pháp Thiên Thái Hậu về một phần vì những người ủng hộ bà vẫn nắm giữ các chức vụ quan trọng, song duy trì cự ly để đề phòng bất chắc, tình mẫu tử bị dạn nứt không thể hàn gắn. Trong thời gian Liêu Hưng Tông tại vị, triều Liêu ngày càng suy lạc, gia nịnh thần nắm quyền trong triều, chính trị hủ bại, bách tính khốn khổ, quân đội suy nhược, phải đối mặt với tình trạng quốc thế ngày càng suy nhược, Liêu Hưng Tông chinh chiến liên niên, nhiều lần chinh phạt Tây Hạ, bức bách triều Tống giao nạp nhiều hơn tuy nhiên những hành động này ngược lại khiến cho bách tính lêu oán giận nhân dân không thể duy trì sinh hoạt bình thường liêu hưng tông mê tín phật giáo hết sức xa xỉ liêu hưng tông đối với gia luật trọng nguyên thì hết sức cảm kích trong một lần say rượu từng hứa rằng sau khi trăm tuổi sẽ truyền vị cho gia luật trọng nguyên hoàng tử gia luật hồng cơ sau là liêu đạo tông chưa từng được phong làm hoàng thái tử chỉ được phong là thiên hạ binh mã nguyên soái do vậy sau khi liêu đạo tông kế vị phụ tử gia luật trọng nguyên cố gắng mưu đoạt đế vị. Sau chiến tranh Tống Hạ, Bắc Tống trong ngoài đều khó khăn, khiến triều Liêu thừa cơ xâm lược Tống. Sau khi trưng cầu ý kiến của Trương Kiệm, Liêu Hưng Tông một mặt phái gia luật trọng nguyên và tiêu huệ tạo thanh thế muốn đánh Tống tại biên cảnh, một mặt phái tiêu đặc mạt, tức tiêu anh, và Liêu Lục Phù vào tháng 1 năm 1042 đến triều Tống yêu cầu được nhượng 10 huyện ở phía nam ngõa Kiều Quan. Triều Tống phái phú bật đàm phán với sứ Liêu, kết quả là trọng hy tăng tệ. Hai bên đạt được thỏa thuận vào tháng 9, trên cơ sở thiền uyên chi minh, gia tăng số bạc thêm 10 vạn lạng, lụa thêm 10 vạn thất, nhằm giải quyết yêu sách về đất đai. Lưu Hưng Tông còn phái ra luật nhân tiên và Lưu Lục Phủ đi xứ sang tống một lần nữa để tranh nghị về chữ nạp, tức tống nạp bạc lụa cho Lưu chứ không phải là tặng. Tống nhân Tông chấp thuận, song đưa ra điều kiện là triều Liêu cần phải buộc Tây Hạ hòa đàm với Tống. Vì vậy, sau khi quan hệ Lưu Tống hòa hảo, quan hệ Liêu Hạ lại xấu đi, phát sinh chiến tranh. Liêu Hưng Tông hai lần thân chinh Tây Hạ, song đều chịu thất bại, song Tây Hạ cuối cùng chấp thuận xưng thần và tiến cống cho Liêu. Đạo Tông Trung Suy Sau khi Liêu Đạo Tông kế vị, đến tháng 7 năm 1063 thì Gia luật trọng nguyên nghe theo lời của con trai mà phát động bạo loạn, tự lập làm hoàng đế. Không lâu sau thì bị Liêu Đạo Tông bình định, Gia luật trọng nguyên tự tử. Trong thời gian Liêu Đạo Tông tại vị, chính trị của Liêu Hủ bại, quốc thế dần suy lạc liêu đạo tông không tiến hành cải cách mới bản thân lại thoái hóa xa xỉ đương thời địa chủ và quan lại đẩy mạnh chiếm giữ đất đai bách tính thống khổ không kham nổi lời oán thán khắp nơi liêu đạo tông trọng dụng các gian nịnh thần như gia luật ất tân bản thân không lo chính sự đồng thời tin theo sàm ngôn của gia luật ất tân rằng tướng tín hoàng hậu tiêu quan âm và linh quan triệu duy nhất thông gian bàn chết cho hoàng hậu gia luật ất tân phòng khi thái tử đăng cơ sẽ bất lợi đối với bản thân vì vậy cố gắng hãm hại Hoàng Thái Tử Gia Luật Tuấn, sau đó lại sát hại. Tháng 7 năm 1079, Gia Luật Ất Tân thừa cơ Liêu Đạo Tông đi săn bắn để mưu hại Hoàng Tôn Gia Luật Diên Hy. Liêu Đạo Tông tiếp thu lời khuyên của Đại Thần, mệnh Hoàng Tôn đi săn bắn cùng, hóa giải âm mưu của Gia Luật Ất Tân. Năm 1083, Liêu Đạo Tông truy phong cố Thái Tử là chiêu hoài Thái Tử, cải táng theo lễ thiên tử. Tháng 10 cùng năm, gia luật ất tân chủ tính mang theo vũ khí do bản thân tích trữ đến tống tị nạn, sự việc bại lộ, gia luật ất tân bị trừ khử. Trong thời gian lưu đạo tông trị vì, diễn ra một cuộc chiến tranh từ năm 1092 đến năm 1102 giữa lưu và trở bốc. Người trở bốc sinh sống ở vùng biên giới Tây Bắc của Liêu và từng một vài lần giao chiến với Liêu khi Liêu cố gắng mở rộng lãnh thổ theo hướng đó. Năm 1092, Liêu tiến công một vài bộ lạc khác ở Tây Bắc và đến năm 1093 thì trở bốc tiến công, đánh sâu vào lãnh thổ Liêu. Chiến tranh tiếp diễn cho đến năm 1100, khi Liêu bắt giữ và hành hình tù trưởng trở bốc là Ma Cổ Tư, và thêm hai năm nữa để đánh dẹp tàn dư trở bốc. Cuộc chiến chống trở bốc là chiến dịch quân sự thành công cuối cùng do Liêu tiến hành. Tháng 1 năm 1101, Liêu Đạo Tông qua đời, Hoàng Tôn ra luật diên hy kế vị, tức Liêu Thiên Tổ, đương thời. Tây Hạ sùng Tông Lý Càn Thuận do bị Tống Tiến đánh nên một lần nữa lại cầu viện từ Liêu, đồng thời xin cưới công chúa của Liêu làm chính thất. Liêu Thiên Tộ đến năm 1105 thăng người con gái trong hoàng tộc là Gia Luật Nam Tiên làm công chúa, gả cho Tây Hạ sùng Tông, đồng thời phái sứ giả sang Tống, khuyên Bắc Tống hòa đàm với Tây Hạ. Nữ chân uy hiếp Ngày 10 tháng 2 năm 1112, Liêu Thiên Tộ đến Xuân Châu, triệu tập các tù trưởng người nữ chân, hậu duệ của người Mặt Hạt từng nắm một phần quyền lực trong vương quốc Bột Hải. Vương quốc bị người khiết đan tiêu diệt vào năm 926 trong khu vực Đến Chầu. Trong yến tiệc, Lưu Thiên Tộ say rượu rồi lệnh cho các vị tù trưởng khiêu vũ, chỉ có hoàn nhan A Cốt Đà từ chối. Lưu Thiên Tộ Đế không suy nghĩ về chuyện này, song từ đó quan hệ giữa hoàn nhan A Cốt Đà và Triều Lưu trở nên bất hòa. Tháng 9, hoàn nhan A Cốt Đà không còn phụng chiếu, đồng thời bắt đầu dụng binh với các bộ lạc nữ chân không phục tùng. Mùa xuân năm 1114, Hoàn Nhan A Cốt đã chính thức khởi binh phản Lưu. Lưu Thiên Tộ ban đầu không xem Hoàn Nhan A Cốt đã là một mối đe dọa nghiêm trọng, song các đội quân mà ông phải đi chấn áp Hoàn Nhan A Cốt đã đều chiến bại. Năm 1115, để giải quyết uy hiếp từ tộc nữ chân, Lưu Thiên Tộ đế hạ lệnh thân chinh, tuy nhiên quân Lưu bị quân nữ chân đánh bại ở khắp nơi. Hoàn Nhan A Cốt Đà cũng tự xưng là hoàng đế, kiến lập triều Kim, tức Kim Thái Tổ. Cùng năm, triều Liêu phát sinh nội loạn, ra luật trương nô nổi loạn tại Thượng Kinh của Liêu, mặc dù nhanh chóng bị bình định, song gây ra chia rẽ trong nội bộ Liêu. Sau đó, ở Đông Kinh, nguyên thuộc vương quốc Bột Hải khi xưa, cũng phát sinh sự kiện cao Vĩnh Sương làm loạn tự lập, đến tháng 4 năm 1116 mới bị bình định. Đến tháng 5, quân Kim lợi dụng đêm tối mà đánh chiếm Đông Kinh và Thẩm Châu của Liêu. Năm 1117, quân Kim đánh Xuân Châu, quân Liêu không chiến tự bại. Phân liệt và diệt vong. Hình thế đồ miêu tả việc Kim diệt Liêu và Bắc Tống. Năm 1120, quân Kim đánh chiếm Thượng Kinh của Liêu, tướng chấn thủ là tiêu thắt bất giá đầu hàng. Đến năm 1121 thì Liêu tổng cộng đã để mất một nửa lãnh thổ. Do vấn đề kế thừa hoàng vị, nội bộ Liêu lại phát sinh nội loạn, cuối cùng kết thúc với việc Liêu Thiên Tộ giết con cả của mình là gia luật ngao lỗ oát song chỉ khiến cho thêm nhiều binh sĩ liêu đầu hàng Triều Kim. Tháng 1 năm 1122, quân Kim đánh chiếm Trung Kinh của Liêu, Liêu Thiên Tộ phải lưu vong đến Giáp Sơn. Ở Nam Kinh của Liêu, các đại thần như Gia Luật Đại Thạch và Lý Sử Ôn không biết tung tích của Thiên Tộ, họ ủng hộ Gia Luật Thuần làm Hoàng đế, tức Thuận Tông, gọi là Triều Bắc Liêu. Thuận Tông giáng Thiên Tộ làm tương âm vương, đồng thời sai đại sứ dâng biểu cho Triều Kim xin làm phụ dung. Tuy nhiên sự chưa thành thì ông đã bệnh mất vợ là Liêu Đức Phi Sưng Chế. Đến lúc này, cha con Lý Sử Ôn nhận thấy tương lai không sáng sủa, họ chủ tính tư thông với đồng quán của Bắc Tống, muốn đoạt lấy lãnh thổ đang do Liêu Đức Phi nắm giữ rồi dâng cho Tống, hướng Bắc tư thông với người Kim, tự nhận làm nội ứng, về sau bị phát hiện và ban chết. Tháng 11 năm đó, Liêu Đức Phi năm lần dâng biểu cho Triều Kim, nói rằng chỉ cần cho phép lập ra luật định làm Liêu Đế thì điều kiện gì cũng đáp ứng. Người Kim không đồng ý, Liêu Đức Phi chỉ còn cách phái binh tử thủ cư dung quan, song cư dung quan thất thủ vào tháng 11, đến tháng 12 thì Nam Kinh bị quân Kim Công phá. Liêu Đức Phi cùng các quan viên đến nương nhờ ở chỗ Liêu Thiên Tộ, song bà bị Thiên Tộ đế giết. Tháng 1 năm 1123, Hồi Ly Bảo, Tiêu Cán, tự lập, lấy hiệu là Hề Quốc Hoàng Đế, đến tháng 8 thì bị Bình Định. Năm 1124, Thiên Tộ đế lúc này đã bị mất đại bộ phận lãnh thổ, ông tự mình rút ra mạc ngoại, con cái và gia thuộc của ông đại đa số bị giết hoặc bị bắt. Mặc dù ông có ý định thu phục thủ phủ Yên Châu và Vân Châu, song trên thực tế không có nhiều hy vọng. Ngày 26 tháng 3 năm 1125, Lưu Thiên Tộ bị tướng Kim Hoàn Nhan Lâu Thất bắt được ở Ứng Châu, sang tháng 8 thì bị giải đến Thượng Kinh của Kim, nay thuộc A Thành, Hắc Long Giang, bị Kim Thái Tông Hoàn Nhan Thịnh dáng làm Hải Tân Vương. Năm 1128, Thiên Tộ đế bệnh mất, triều liêu kéo dài tổng cộng 210 năm, bao gồm cả khiết đàn, trải qua 9 vị đế vương. Lưu vong phục quốc Tại Tây Bắc, gia luật đại thạch triệu tập tàn dư của triều liêu, khống chế khu vực cao nguyên Mông Cổ và đông bộ Tân Cương. Năm 1130, do chịu áp lực từ quân Kim, gia luật đại thạch quyết định từ bỏ cao nguyên Mông Cổ, xuất bộ Tây Trinh. Năm 1132, gia luật đại thạch xưng đế tại Diệp Mê Lập, này thuộc Ngạch Mẫn, Tân Cương sử gọi là Tây Liêu, thủ đô tại Hồ Tư Oát Lỗ Đoá. Tây Liêu từng có lúc khuếch trương đến các nước Trung Á ngày nay, trở thành cường quốc ở Trung Á. Sau khi gia luật Đại Thạch mất vào năm 1143, Tây Liêu lần lượt do tiêu tháp bất yên, gia luật di liệt, gia luật phổ tốc hoàn, gia luật trực lỗ cổ và khuất xuất luật thống trị. Cuối cùng, Tây Liêu bị quân đội Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn tiêu diệt, tồn tại được 87 năm. Năm 1212, tông thất triều Liêu là gia luật lưu ca tại khu vực Long An, nay là Nông An, Cát Lâm, Hàn Châu, nay là Lê Thụ, Cát Lâm khởi binh phản kháng triều Kim, đồng thời được đế quốc Mông Cổ giúp đỡ. Tháng 3 năm 1212, gia luật lưu ca xưng vương, đặt quốc hiệu là Liêu, sử gọi là Đông Liêu. Gia luật lưu ca sau khi kiến quốc thì quy phụ đế quốc Mông Cổ, trở thành nước phiên thuộc, đến năm 1270 thì nguyên thế tổ hốt tất liệt triệt phiên. Đông liêu chính thức diệt vong, đầu năm 1216, em của gia luật Lưu Ca là gia luật tư bất làm phản, xưng đế tại Trừng Châu, gọi là Hậu Liêu. Không lâu sau, gia luật tư bất bị bộ hạ sát hại, mọi người tôn gia luật khất nô làm giám quốc. Đến mùa thu cùng năm, Mộc Hoa Lê xuất quân Mông Cổ Đông Hạ, gia luật khất nô không thể chống lại, xuất 9 vạn người khiết đan vượt qua sông áp lục tiến vào lãnh thổ Cao Ly. Không lâu sau, các quý tộc khiết đan tự tàn sát lẫn nhau, hậu liêu cuối cùng diệt vong vào năm 1220. Cương vực và hành chính Vào sơ kỳ, cương vực triều liêu tại khu vực Thượng Du Liêu Hà, vào thời Liêu Thái Tổ và Liêu Thái Tông không ngừng khuếch trương ra bên ngoài. Thời Liêu Thái Tổ, người khiết đan chinh phục hề, nay thuộc Bắc Bộ Hà Bắc, Ô Cổ, Hắc Sa Tử Thất Vi, nay ở Đông Nam Hồ Hô Luân, Thát Đát, Hồi Cốt và Bột Hải Quốc. Năm 938, Liêu Thái Tông đoạt được Yên Vân Thập Lục Châu, sau đó từng chiếm hữu Trung Nguyên trong một thời gian. Năm 1005, Liêu và Bắc Tống ký kết Thiền Uyên Chi Minh, xác định biên giới giữa hai nước. Vào thời toàn thịnh, cương vực của Liêu đến đảo Sa -Kha ở Đông Bắc, bắt đến khu vực sông Selen và sông Yuka, tây đến dãy núi An Tài, nạm theo tuyến qua Hải Hà ở Thiên Tân, Bá Châu ở Hà Bắc, Nhạn Môn Quan ở Sơn Tây, hình thành thế đối lập Nam Bắc với Triều Tống ở Trung Nguyên. Triều Liêu vào thời kỳ khiết đan quốc có 8 bộ lạc, sau khi kiến lập liêu triều thì đơn vị hành chính gồm ba cấp, đạo, phủ, châu, huyện. Tổng cộng, liêu có năm kinh, sáu phủ 156 châu, quân, thành, 309 huyện. Cấp hành chính thứ nhất của liêu phân thành tám đạo, mỗi đạo có một trung tâm chính trị gọi là kinh, đồng thời lấy danh xưng của kinh đó mà mệnh danh cho đạo. Dưới đạo lập ra bốn loại khu vực hành chính cùng cấp là phủ, châu, quân, thành, năm đạo thượng kinh đạo, trung kinh đạo, Đông Kinh Đạo, Nam Kinh Đạo, Tây Kinh Đạo, phủ, kinh phủ, Thượng Kinh Lâm Hoàng phủ, Trung Kinh Đại Định phủ, Đông Kinh Liêu Dương phủ, Nam Kinh Tích Tân phủ, Tây Kinh Đại Đồng phủ. Xuất Tân phủ, Định Lý phủ, Thiết Lợi phủ, An Định phủ, Trường Lĩnh phủ, Trấn Hải phủ, Hưng Trung phủ. Năm 1041 thì Hưng Trung phủ thăng làm bá châu và đặt ở Triều Dương ngày nay, bảy phủ này có địa vị thấp hơn một chút so với kinh phủ. Châu có sự phân hạng từ cao xuống thấp là tiết độ châu, quan sát châu, phòng ngự châu, thứ sử châu. Cột lõi trong chính trị liêu là dựa vào tập quán mà cai trị, lấy chế độ phép tắc trong nền văn hóa mỗi dân tộc để cai trị nhân dân tộc đó. Điểm đặc sắc này có thể thấy trong phân chia hành chính. Vào thời bộ lạc khiết đan, sau khi chinh phục tộc hề thì lập hề vương ở đất ấy, lập ra cơ cấu chính phủ riêng. Thời kỳ nước khiết đan, sau khi tiêu diệt nước bột hải, để tiện thống trị nhân dân bột hải lại lập ra nước Đông Đan ở đương địa, kế thừa thể chế hành chính của nước Bột Hải. Nước Đông Đan cuối cùng bị phế, sau khi chiếm lĩnh Yên Vân Thập Lục Châu, lại kế thừa thể chế hành chính thời hậu Đường để tiện thống trị người Hán tại địa phương, chịu lưu theo ngũ kinh chế, chủ yếu là để khống chế vùng đất có được do chiến tranh hoặc là căn cứ tiến quân khi tranh đoạt một vùng đất. Lưu trước sau thiết lập Thượng Kinh Lâm Hoàng Phủ, nay thuộc Ba Lâm tả, nội Mông để khống chế lãnh địa của tộc hề mà thiết lập trung kinh đại định phủ nay thuộc ninh thành nội mông để quản lý số dân bột hại còn lại mà thiết lập đông kinh liêu dương phủ nay thuộc liêu dương liêu ninh để quản lý yên vân thập lục châu mà thiết lập nam kinh tích tân phủ nay là bắc kinh và tây kinh đại đồng phủ nay là đại đồng sơn tây trong ngũ kinh chỉ có thượng kinh là thủ đô còn lại chỉ là bồi đô tuy nhiên sau thiền uyên chi minh vai trò chính trị của Trung Kinh được tăng cường, uy hiếp trực tiếp đến địa vị thủ đô của Thượng Kinh. Đầu hạ quân châu là một loại đơn vị hành chính đặc thù của Triều Lưu. Quý tộc Khiết Đan đưa số nhân khẩu mà họ bắt được lập nên quân, châu để an trí, đốc bách họ làm việc cho chủ nhân. Chư vương, ngoại thích, đại thần của Lưu lĩnh hữu đầu hạ quân châu có thể xây thành quách, còn lại chỉ có thể có đầu hạ trại bảo của riêng họ. Đầu hạ quân châu phần lớn thiết lập tại nơi người Khiết Đan cư trú ở lưu vực Hoàng Hà. Phu hộ chủ yếu là người Hán từ Hà Bắc, Sơn Tây và người Bột Hải. Danh xưng của đầu hạ châu huyện thường lấy theo danh xưng châu huyện nguyên tịch của phu hộ, như bắt dân vệ châu thì đặt vệ châu, bắt dân Tam Hà huyện thì đặt Tam Hà huyện, bắt dân Mật Vân châu thì đặt Mật Vân huyện. Chế độ đầu hạ quân châu đến Liêu Thánh Tông thì dần bị phế trừ. Thể chế chính trị. Do Liêu là quốc gia đa dân tộc, thể chế chính trị của Liêu dung hợp thể chế Khiết Đan và thể chế Đường Tống, hình thành Nam Bắc Viện chế. Nam Bắc Viện Chế phân thành Bắc Diện Quan Chế và Nam Diện Quan Chế, lấy chế độ bản tộc chế trị khiết đàn, lấy chế độ hán chế đãi người Hán, nhờ đó mà bảo hộ được văn hóa và thể chế chính trị cố hữu của người khiết đàn. Bắc Diện Quan Trị Lý Cung Trường, Bộ Tộc, Thuộc Quốc, Nam Diện Quan Trị Lý Châu Huyện, Tô Thuế, Binh Mã của người Hán, dựa theo tập quán mà cai trị. Trong Bắc Diện Quan Chế, Bắc Nam Xu Mật Viện là quan chế tối cao của Triều Liêu, bắc su mật viện quản lý việc quân chính của toàn quốc tương tự như binh bộ thời đường nam su mật viện phụ trách các vấn đề như thuyên tuyển thu thuế bên dưới su mật viện còn đặt ra bắc nam tể tướng phủ bắc nam tể tướng đều do hoàng tộc gia luật thị và hậu tộc tiêu thị kiểm soát ngoài ra còn có bắc nam đại vương viện quản lý công việc quân dân khiết đan hoặc hán bắc nam tuyên huy viện quản lý việc cung phụng của các cơ quan trong cung đại nội dịch ẩn ti quản lý giáo dục hoàng thất Di Lý Tất Viện Quản lý Hình Ngục Đại Lâm Nha Viện Quản lý Việc Văn chương Địch Liệt Mà Đô Ti Quản lý Lễ Nghi, tên chức và nhiệm vụ của quan lại trong Nam Diện Quan Chế tiếp nối chế độ triều đường, đồng thời tham chiếu Quan Chế Ngũ Đại và Tống, đặt ra Trung Thư Tỉnh, Môn Hạ Tỉnh, Thượng Thư Tỉnh, Lục Bộ và Đại Lý Tự, có phân thành thực thụ hoặc diêu thụ, tức nhậm chức từ xa. Quan lại dựa theo ngôi bậc, công lao mà được phong tước và thực ấp hộ, cùng các hỗ trợ khác. Liêu có nhiều quan danh bằng tiếng khiết đàn, như Lâm Nha tức là Hàn Lâm, dịch ẩn quản lý chính giáo của Hoàng tộc Di Ly tất quản lý hình ngục, ất lý miễn là cáo mệnh phu nhân. Pháp luật triều Liêu dựa theo tập quán mà chỉ, cho nên các địa phương sử dụng pháp luật không giống nhau. Thời kỳ đầu có sự kỳ thị gian tộc, đến thời Liêu Thánh Tông thì hình luật dành cho người khiết đàn cũng được xét theo luật Hán, phản ánh địa vị của người Hán được tăng lên. Nhìn chung thì hình phạt thời Liêu khá nặng, song hoàng đế thường tùy ý giết người không tuân theo pháp luật đặc biệt là liêu mục tông thời liêu tuy lấy thượng kinh làm thủ đô song hạch tâm chính trị không nằm tại thủ đô mà nằm tại nại bát một từ tiếng khiết đan có thể dịch thành hành doanh do người khiết đan sống du cư không ổn định xe và ngựa là nhà hoàng đế phải thường xuyên tuần thú toàn bộ các vấn đề chính trị trọng đại đều được quyết định tại nại bát là trung tâm hành chính xử lý chính vụ hoàng đế tại nơi săn bắn cho lập nên hành trướng để phân biệt với cung trướng của hoàng đô. Tùy theo điều kiện khí hậu tự nhiên, bốn mùa lại có mỗi khu vực nại bát, tức xuân nại bát, hạ nại bát, thu nại bát, đông nại bát. Chế độ quân sự Thời bình, quân đội liêu ước tính có từ 20 vạn đến 30 vạn lính. Khiết đàn là dân tộc du mục, giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Thời bình thì chăn thả săn bắn, song cũng luyện tập quân sự. Đến khi có chiến tranh thì có thể nhanh chóng tập hợp thành quân đội do toàn dân đều là binh, Triều Liêu có thể động viên một số lượng binh lính đạt tỷ lệ cao trong tổng số nhân khẩu là 1 triệu 642.800 người. Do vẫn bảo lưu được đặc tính bộ tộc nguyên thủy, nhanh chóng chuyển đổi từ chế độ nô lệ sang chế độ phong kiến, chế độ quân sự của Liêu vào thời kỳ đầu cùng với chế độ xã hội hợp thành một thể. Sau khi tiến vào khu vực phía Nam Trường Thành, người khiết đan ngoài việc bảo tồn đặc sắc dân tộc cũng dần tiếp thu ảnh hưởng từ người Hán, có đặc điểm dung hợp dân tộc thời liêu, hoàng đế là người nắm giữ binh quyền tối cao, bên dưới đặt ra Bắc Nam Su Mật Viện. Bắc Su Mật Viện là cơ cấu hành chính và quân sự tối cao, thường do người khiết đan chủ quản. Nam Su Mật Viện còn gọi là Hán Nhân Su Mật Viện, quản lý việc binh mã đối với người Hán. Do đó xuất hiện cục diện một triều đình có hai thể chế quân sự cùng tồn tại. Binh chế triều liêu phân thành cung chướng quân, bộ tộc quân, kinh châu quân và thuộc quốc quân. Cùng trước quân tức bị thất quân được tổ thành từ các tráng đinh chứ chướng hộ, trực thuộc hoàng đế, là thân quân tộc khiết đan, bảo vệ hoàng thất và chinh chiến, lấy hành doanh làm cung, tuyển nghìn người hào kiện các bộ, đặt ra đơn vị tâm phúc. Bộ tộc quân chủ yếu do tráng đinh từ các bộ tộc không phải là người khiết đan, tổ thành, bảo vệ biên giới. Hai chủng bộ đội trên là chủ lực trong quân đội liêu. Kinh châu quân còn gọi là ngũ châu hương quân, được tổ thành từ các tráng đinh các dân tộc Hán, bột hải ở các châu huyện thuộc quốc quân được tổ thành từ tráng đinh của các nước thần thuộc hai chủng bộ đội sau là lực lượng phụ trợ trong quân đội liêu vào thời liêu sơ